Một cái dạng câu hỏi mà chúng ta cũng rất thường xuyên sử dụng trong giao tiếp đời sống hàng ngày, đó chính là do you know how? Bạn có biết làm thế nào? Ví dụ, bạn có biết làm thế nào để bơi được không? Do you know how to swim? Do you know how to swim? Bạn có biết làm thế nào để nói tiếng Anh trôi chảy được không? Do you know how to speak English fluently? Do you know how to speak English fluently? Bạn có biết hiệu thuốc cách đây bao xa không? Do you know how far the drugstore is? Do you know how far the drugstore is? Bạn có biết chiếc máy tính này bao nhiêu tiền không? Do you know how much this laptop cost? Do you know how much this laptop cost? Và nếu như bạn muốn nói bạn có biết tôi yêu bạn nhiều như thế nào không, thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Tiếng Anh mới đã học là phải giao tiếp trôi chảy.